Thưa quý vị, khu công nghiệp An Nhật Tân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2006. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, vì nhiều lý do khác nhau, dự án vẫn chưa được diễn ra như mong muốn. Sau một thời gian lắng nghe và giải quyết cơ bản thấu tình đạt lý các ý kiến khiếu nại của người dân bị thu hồi đất, ngày 10 tháng 6 năm 2020, khu công nghiệp An Nhật Tân chính thức được tiến hành khởi công thi công hạ tầng trong niềm phấn khởi của đông đảo bà con nơi đây. Theo đó, khu tái định cư An Nhật Tân cũng cơ bản hoàn thành. Hiện các thủ tục giao nền tái định cư đang được tiến hành. Đa phần người dân rất phấn khởi khi nhận nền. Bên cạnh đó, còn vài hộ vẫn chưa bốc thăm nhận lô nền, tiếp tục khiếu nại. Vậy đâu là nguyên nhân? Vấn đề này sẽ được xử lý ra sao? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Khu công nghiệp An Nhật Tân, tọa lạc tại xã An Nhật Tân, nay thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21 tháng 8 năm 2006 với diện tích 120 hectare, nằm cặp sông Dàm Cỏ và trục đường tỉnh 832. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có công văn số 6459 về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư hạ tầng khu công nghiệp An Nhật Tân. Toàn bộ dự án phải thu hồi đất 361 hộ dân. Năm 2007, quá trình đền bù đất cho dân được tiến hành, có 257 trên 361 hộ đồng tình nhận đền bù. Tuy nhiên, sau đó có một số hộ dân khiếu nại yêu cầu hỗ trợ thêm đơn giá. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ và các sở ngành tỉnh cùng nhà đầu tư khẩn trương giải quyết những thắc mắc của bà con. Đến năm 2017, quá trình giải quyết cơ bản hoàn tất, đa phần người dân phấn khởi nhận đền bù. Chỉ còn trên dưới 4 hộ còn khiếu nại một số nội dung. Những phát sinh khiếu nại của bà con được các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời thỏa đáng. Vậy là sau hơn 10 năm chờ đợi, khu công nghiệp An Nhật Tân đã được khởi công trong sự vui mừng, kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn An Nhật Tân. Khu công nghiệp An Nhật Tân thì đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên là tới thời điểm hiện nay thì cái khu tái định cư cũng đã hoàn thành và đã bàn giao nền thực địa cho người dân trong thời gian trước đây. Và hôm nay bắt đầu là bàn giao chính thức cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đó, thì qua đây thì cũng mong là bà con trên địa bàn huyện Tân Trụ, xã Tân Bình, tức là tiếp nhận cái lô nền nhanh chóng và trao trả mặt bằng cái chỗ khu công nghiệp để cho công ty triển khai các cái bước tiếp theo. Thì hiện tại khu công nghiệp An Nhật Tân cũng đã san lấp được là khoảng 35 hectare và chuẩn bị triển khai cái hệ thống hạ tầng và sớm đi vào hoạt động. Thì trong thời gian vừa qua, công ty cũng đã bắt đầu kêu gọi và mời gọi và tiếp nhận các cái nhà đầu tư thứ cấp để chuẩn bị cho cái việc mà phát triển khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với các sở ngành tỉnh thực hiện lại quy trình bồi thường cho người dân vào đầu năm 2017 theo luật đất đai năm 2013. Tất cả các hộ dân khi nhận tiền bồi thường đã cam kết bàn giao đất, di dời toàn bộ tài sản và công trình khác trên đất ngay cho nhà đầu tư để thực hiện xây dựng dự án khu công nghiệp An Nhật Tân và không thực hiện tái lấn chiếm diện tích đã bàn giao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư, thì lại có 62 hộ dân khiếu kiện quyết định bồi thường của Ủy ban Nhân dân huyện đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An với lý do giá bồi thường quyền sử dụng đất thấp và các chính sách hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện chưa đúng. Các khiếu kiện của người dân đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm và Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Kết quả bác yêu cầu khởi kiện của các hộ dân giữ nguyên quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ. Như vậy có thể khẳng định Ủy ban Nhân dân huyện đã thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân vào năm 2017. Sau lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp vào tháng 6 năm 2020, chủ đầu tư đã tiến hành phát quang và san lấp mặt bằng giai đoạn 1 với diện tích khoảng 41,2 trên 119,2 hectare. Hiện nay, công ty đang tiếp tục phát quang để san lấp mặt bằng giai đoạn 2. Tuy nhiên, quá trình triển khai lại phát sinh thêm vướng mắc.
khiến việc triển khai dự án gặp khó khăn. Đó là hiện còn 18 hộ dân, mặc dù đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư năm 2017 và đã bốc thăm lô nền, đã nhận nền tái định cư ngoài thực địa nhưng lại không đồng ý di dời. Ngoài ra, trong dự án còn 35 ngôi mộ là thân nhân của gia đình ông Lê Văn Thắng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, nhưng đến nay vẫn chưa di dời, bàn giao mặt bằng. Với lý do không có đất để di dời, mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình đã tiến hành vận động nhiều lần và đã xác định vị trí để gia đình di dời mộ mã là nghĩa trang nhân dân xã tại ấp 6 với diện tích 2.000 m2. Vậy nguyên nhân của khiếu nại này là gì? Tóm lại là nếu không có nghĩa trang, không giải quyết đúng mà cái chế độ là cái theo cái thẩm định giá là giá tại thời điểm đó và cái hỗ trợ chuyển đổi nghề đúng pháp luật là 1-5 lần thì cô không chấp nhận nó thẳng. Vậy thực chất của vấn đề này là gì? Câu trả lời chính thức ra sao? Ý kiến của bà riêng thì bây giờ là giờ nó hoàn toàn không đúng thực tế. Cái vấn đề màu mã này thì bây giờ là giờ khi đối thoại trực tiếp ở xã thì bà riêng cũng có ý kiến. Thì xã cũng đã giải thích. Thì bây giờ là cái vấn đề nghĩa trang nhân dân. Ở trên địa bàn xã Tân Bình thì có 3 cái nghĩa trang nhân dân. Ở ấp 6 là 1, ấp Bình Đông là 1, ấp Bình Tây là 1. Thì bây giờ có nhu cầu là giờ cứ liên hệ đối với Ủy ban xã để là giờ hướng dẫn là giờ chôn cất theo quy định. Có phải mất tiền không? Hoàn toàn không mất tiền. Cái mức giá không giống nhau thì cũng giải thích nãy giờ là bây giờ cái vấn đề mà giờ khi cái phương án có hai cái phương án năm 2007 và 2017 thì những người mà giờ chọn cái phương án nào mà có lợi cho bản thân, cho gia đình mình thì bây giờ là trên địa bàn xã thì chỉ có 9 trường hợp là không nhận cái phương án 27, đã nhận cái phương án 27 thì hiện nay là giờ 9 trường hợp đó. Thì trường hợp như là cụ thể của hộ ông Trần Văn Bên là giờ đóng theo cái giá lô nền là cái giá năm 27 là chỉ có 20 triệu thôi. Còn nếu mà nhận tiền năm 2017 thì phải đóng là 115 triệu. Thì cụ thể là như thế. Cũng có một số ý kiến là vấn đề về cái chuyển đổi ngành nghề. Thì cái này cũng báo luôn là bây giờ chuyển đổi ngành nghề theo quyết định của ủy ban tỉnh. Thì đối với những người mà mất đất nông nghiệp thì cái quy định là trên bao nhiêu phần trăm thì được là giờ hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề. Tuy nhiên là bây giờ vấn đề này thì bây giờ không thể là theo cái ý của người dân được mà bây giờ theo cái quy định của ủy ban tỉnh. Là đối với tỉnh thì giờ chỉ hỗ trợ 0.4. Chứ người dân nói là bây giờ từ 1.5 đến 5 lần thì cái này là nó trái quy định của ủy ban tỉnh. Có thể khẳng định việc giải quyết các khiếu nại của người dân xung quanh việc bồi thường tái định cư của cơ quan chức năng và nhà đầu tư cho người dân bị thu hồi đất trong dự án khu công nghiệp khu tái định cư An Nhật Tân là thấu tình đạt lý. Điều đó đã được khẳng định trong việc xét xử công khai của tòa án và các văn bản trả lời của các cơ quan có thẩm quyền. Còn về khu tái định cư An Nhật Tân, đây là dự án để bố trí lô nền tái định cư cho các hộ dân thuộc khu tái định cư và khu công nghiệp An Nhật Tân. Người dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào năm 2008. Đến nay, khu tái định cư đã thi công hoàn thiện theo đúng quy hoạch chi tiết được phê duyệt, chỉ còn hạng mục trồng cây xanh chủ đầu tư đang tiếp tục thực hiện. Công trình này được huyện thành lập tổ giám sát thường xuyên kiểm tra giám sát. Trong tổ có cơ cấu hai người dân có đất và tài sản trên đất cùng thực hiện việc giám sát. Công ty đã nỗ lực thay đổi tất cả những cái gì mà không đạt chất lượng thì công ty cũng đã sửa chữa, điều chỉnh và làm sao cho nó tốt nhất ở cái khu tái định cư. Và tới thời điểm hiện nay thì bà con cũng biết là hệ thống cấp nước này, phòng cháy chữa cháy này, rồi công ty toàn bộ thay đổi hết, bỏ hết những cái cũ đi, cũng như là làm lại cái vỉa hè, cũng như là tất cả hệ thống, kể cả hệ thống chiếu sáng, thì công ty cũng dùng cái công nghệ đèn LED, công nghệ mới để làm sao cho cái khu của mình khang trang. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định giao nền tái định cư cho người dân và thực hiện bàn giao nền ngoài thực địa, đang lập các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục nhận 34 đơn kiến nghị của các hộ dân trong khu công nghiệp An Nhật Tân, chia làm hai nhóm với nội dung. Nhóm thứ nhất đề nghị được đóng tiền tái định cư theo đơn giá cũ. Nhóm thứ hai là đề nghị nhận lô nền tái định cư. Các yêu cầu của người dân, Ủy ban huyện cũng đã xem xét nhưng không có căn cứ để giải quyết. Bởi vì
Thứ nhất, theo quy định thì cái giá lô nền tái định cư được tính bằng kinh phí bồi thường cộng với kinh phí đầu tư hạ tầng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, và giá lô nền này tương đương với giá vốn để thực hiện dự án tái định cư. Thứ hai, tại quyết định số 148 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã quy định rõ đối tượng được mua nền tái định cư là các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất ở và nhà ở hợp pháp, không có chỗ ở nào khác trên địa bàn xã Nhân Tân thì mới được là nhận lô nền tái định cư. Ủy ban nhân quyện sẽ có văn bản trả lời cho các hộ này được rõ. Thì trong thời gian tới, Ủy ban nhân quyện tiếp tục vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo phương án năm 2017 đồng thuận thực hiện việc di dời, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành san lấp, để dự án khu công nghiệp An Nhật Tân đi vào hoạt động, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đang áp dụng tại khu công nghiệp khu tái định cư An Nhật Tân đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành, còn có nhiều lần đối thoại công khai dân chủ giữa các cấp chính quyền và những hộ dân bị thu hồi đất, xét thực tế điều kiện từng trường hợp. Với tinh thần đó, những kiến nghị phát sinh mới đây của các hộ dân cũng sẽ được xem xét trên cơ sở tình lý. Mong sao người dân trong dự án này phát huy tinh thần thượng tôn pháp luật, không tiếp tục khiếu kiện kéo dài, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương, và nên bàn cho mặt bằng để dự án được triển khai đúng tiến độ, để khu công nghiệp An Nhật Tân sớm đi vào hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của huyện Tân Trụ và của tỉnh Long An.